Chào chúng. Hôm nay tôi xin bắt triển khai về cái vị đệ tử thanh văn thứ 9 ở trong 10 vị đại đệ tử của Đức Phật. Đại chúng nhớ rằng là trong 10 vị đại đệ tử này đó, mỗi một ông, mỗi một vị là có một cái ưu điểm riêng, gọi là đệ nhất, nghĩa là cái đặc điểm của vị đó nó trội nhất về cái đặc điểm của mình. Chẳng hạn như là vừa rồi ta nghiên cứu, ta học về ông Ubali. Ông Ubali là trong hàng 10 đại đệ tử đó là bậc thượng thủ, là trì luật đệ nhất. Nghĩa là trong việc cái môn mà nghiêm trì giới luật đó thì ông là gương mẫu, thông thạo và tốt, nghiêm trì tốt hơn hết công chúng, nên gọi là trì luật đệ nhất. Cũng như là chẳng hạn như ông Thu Bồ Đề thì gọi là giải không đệ nhất. Giải không tức là giải thích về những cái lý giải pháp giải không. Còn như ngài ca diếp thì đầu đà đệ nhất. Đại để là tôi nhắc qua vậy thôi, đại chúng nghĩ mỗi ông đều là có một cái những gì đệ tử xuất sắc. Ngày hôm nay là có cái vị thứ chín. Vị thứ chín là vấn đề quốc gia. Thì trong cái tiết mục này là giữa cái sự mà đối thoại biện luận của ông Di Ma Cập lại với ngài La Hầu La. La Hầu La là con Phật, nhưng mà nói con Phật này, nói là nói vậy chứ không phải con Phật, nhưng mà nói nó đập rồi nó dài dòng thì người ta khó hiểu. Thì thông thường ta nói rất đơn giản, ta nói là La Hầu La là con Phật, chứ thì thật là con có hồi mà Đức Phật chưa xuất gia. Vì La Hầu La là được cái tên gọi là mật hạnh đệ nhất. Mật hạnh tức là cái hạnh tốt, cái đạo đức trong sáng được Đức Phật khen nhiều mặt. Nói chung là những cái trên đường tu hành là đều được khen tặng, đều tốt cả. Nhưng mà cái việc đó nó không có biểu lộ ra bên ngoài, nó không có hình thức, nó không có khoe khoang. Nhưng mà bên trong thì tất cả đều là toàn diện trên con đường tu học, mà người thường nhìn vào không biết, không thấy hết những cái hạnh tốt đó, và nó là mật hạnh. Thành ra nói tới mật hạnh thì cũng để ý. Trên cuộc đời này, ta nhìn người bên ngoài có khi không trúng đâu. Có gì khi bên ngoài coi thấy không có, ví dụ như mình thấy không có gì nghiêng đó hết, thấy có bình thường không? Giống như người thường, chẳng những thế mà có khi lại là thoải mái, phóng khoáng. Thế là người ta nói rằng là người ta không biết cái gì bên trong nữa cả. Thì người ta đánh giá như thế là người đó bình thường, hoặc là tầm thường. Trong khi đó có những người không phải là mặt hạnh. Giống như cái người vừa nói, cái người đó nhiều khi bên ngoài có bình thường, mà bên trong họ cái có cái hạnh thầm kín mà người thường không biết được. Ngược lại có những người gọi là lập hạnh. Hai cái từ khác nhau. Mật hạnh là bên trong phải đầy đủ tất cả những cái đức hạnh tốt lành. Từ bi có, thủy xã có, diệt trừ về não vô minh, diệt trừ tham sân si mạng nghi vân vân đều tốt. Nhưng mà bên ngoài là phải phóng khoáng bình thường, người ta không hiểu được, ta xem là tầm thường nó là khác. Thì nếu có những gì như vậy thì gọi là mật hạnh. Ngược lại có những vị bên trong thì đầy nhảy tướng tham sân si mạng nghi, đầy nhảy hỉ nộ ai phụ ái ố dục, nhưng mà bên ngoài
thì coi con là đó. Cái đó đạo Phật gọi là giả tang thiền tướng, một cầu quỷ cung kính. Đó là trong kinh luật của Phật có dùng cái từ đó, giả tang thiền tướng, cầu quỷ cung kính. Bên ngoài gọi là lập hạnh, tức là cái hạnh đó là do mình dựng đứng ra, mình bày đặt ra ở bên ngoài, mà bên trong không có thực chất như vậy. Giống như con mèo á, đi coi rất là nhẹ nhàng, đi hết sức nhẹ, coi nó hiền sao, lành sao đâu. Nhưng mà con chuột ở cách xa hồi trước là nó đã thấy rồi, mà tới chừng mà nó khóc đi một cái á, là lẽ như chuột không, là chuột cũ còn không giải thoát nổi. Thế thì cái cách đắp ngồi của con mèo nó ghê gớm luôn á. Thế thì là cái lập hạnh là nó không giống như cái mật hạnh. Mật lập hạnh là giả trang thiền tốt, là đang hai cái khác, mà lao ra là mật hạnh chứ không phải là lập hạnh. Mà trên phương diện tu hành là mật hạnh tốt hơn là lập hạnh. Lập hạnh là giả trang thiền tốt, bên ngoài coi con lành, mà bên trong những người não kia mình còn nguyên vẹn, thì cái đó không lẽ gì hết. Cái đó là nếu mà phân tích ra nó thành ra một cái thủ đoạn nguy hiểm, không lợi cho bản thân mà lại là hại cho người khác, vì làm cho người khác lầm tưởng đó là một vị đạo đức chân chánh tu hành thiện tốt. Nhưng mà bên trong cái chuyện đổ ra những thủ đoạn thì người ta không có lường được để mà ta nhanh được. Thế thì là trên phương diện lọc hạnh thì không tốt. Bây giờ ta nghiên cứu tới vấn đề xuất gia. Bây giờ Đức Thế Tôn gọi La Hầu La bảo La Hầu La, ông nên đi thăm bệnh chữa giải cho nó sạch. Ông La Hầu La thưa: mà Thế Tôn, con không tham lãnh trách nhiệm đi thăm bệnh chữa giả, bởi vì trước đây có lần các trưởng giả tử trong hành tỳ gia ni đến chỗ con cúi đầu làm lễ và hỏi con rằng: thưa ngài La Hầu La, ngài là con của Phật, ngài bỏ địa vị chuyển lâm thất lâm ni xuất gia hành đạo, vậy xin hỏi việc xuất gia có được lợi ích gì không? Và Thế Tôn, con người các trưởng giả tử nói về cái lợi và công đức của việc xuất gia. Thì thông thường thì là Đức Phật dạy mà người xuất gia có công đức rất lớn. Chẳng những là xuất gia chánh thức là người xuất gia có công đức lớn, mà người Phật tử tại gia kinh điển Phật khuyên họ giới bắt quan sai thôi một tháng một ngày hai ngày gì đó, mà công đức vẫn còn lớn vô lượng vô nguyên. Thế thì là cái công đức của người xuất gia thì lớn tất nhiên rồi. Là vì sao vậy? Là vì cái việc mà xuất gia đó là trước mắt là cái người xuất gia là xuất gia giả, là xuất tam giới gia, xuất hiền não gia, xuất tham sân si mạng gia, si đản, xuất thế tục gia như vậy. Và định nghĩa cái xuất gia là cái người đó là cái người mà ra khỏi cái nhà của tam giới. Thường thường nếu mà người mà không có xuất gia, gọi là người tại gia đó mà, thì ở trong ba cái thứ nhà. Một là ở trong cái nhà tam giới. Nhà tam giới tức là cái nhà dục giới, cái nhà sắc giới và cái nhà vô sắc giới. Mà ở trong cái nhà dục giới thì đầy nhảy các cái sự tham dục, như là thất tình, lục dục, hiển nộ, ai cụ, ái ố dục, tài sắc danh thực thùy, đó là những cái dục cả. Tham tài, tham sắc, tham danh, tham ăn, tham ngủ nghỉ, gọi là ngũ dục. Rồi mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, cái dòng lẫn quẩn của món đó, của bảy cái món đó, cũng gọi là dục, cũng gọi nó là thất tình, cũng gọi nó là lục dục thất tình. Rồi như là các cái thứ phiền não, tham sân si mạng,
phẩm hạnh phú não cặp xa vân vân là ở đây thì đã chứng biết rồi đấy. Cái đó là cũng phát xuất từ rõ thời bỏ dục. Bởi vì nếu mà hỉ nộ ai cũng éo dục, vì dục về tài sắc danh thực người mà không thỏa mãn, không thỏa mãn được thì nó sẽ sinh ra các cái phiền não căn bản và phiền não chi mạng. Các cái thứ phiền não đó các vị đã biết rồi. Do đó cho nên là cái cõi mà nếu mà không có tu hành thì thường thường ở trong cõi dục cả, trong đó có dâm dục, có thực dục, nó tham muốn nặng về cái việc đó, nên gọi là cõi dục. Hai nữa là cái người ở trong cõi sắc là cái người tương đối có được tự tại trước vật dục, trước vật chất, nhưng mà người này vẫn còn chịu nhiều cái sự phiền lụy, những sự tác động ảnh hưởng, mặc dù thân tâm mình khá ổn khá an, nhưng mà do cái hoàn cảnh của cõi dục ở bên ngoài nó tác động vào, thành ra là mặc dù là mình trao dồi tâm tánh của mình tương đối là ổn định hơn về mặt trên phương diện vật chất cũng như là về phương diện là thân tâm của mình, nhưng mà vẫn còn khổ thôi, vì mình chưa xa lìa được vật chất, mặc dù là có được tự tại một phần nhưng mà chưa xa liền được. Thế thì cái khổ đó là cái khổ của người ở cõi sắc. Sắc đây tức là vật chất, mình tương đối có tự tại nhưng mà vẫn còn bị tác động khổ về nó. Cái nhà thứ ba là của người bình thường mà ở mà chưa ra khỏi được là cái nhà vô sắc. Cái vô sắc này là đây là một cái sự phát hiện mà tôi cho rằng là có tính cách như là mới, là không phải là cái cõi đó là cái cõi không có sát thân. Không phải vậy, chữ vô sắc đây không có nghĩa là không có sát thân, không phải là con người ở cõi vô sắc là con người không có sát thân, không phải vậy, nếu như vậy là sai. Mà vô sắc đây tức là cái người ở trong cũng kiếp con người này, ở trên mặt đất này, nhưng mà vì không có cái trí tuệ để mà nhận thức chân lý, rồi thành ra nó nảy sinh ra những cái tư tưởng có cái tính chất quan nhường thần thoại, nó trở thành ra con người như bằng trong tư hướng tưởng, tức là cái tư tưởng mà là nó hướng vào trong cái chỗ mà tất không á nghĩa là thành nó tưởng tượng những chuyện quan nhường, chuyện thần thoại, chuyện không có thật. Hay chẳng hạn như là ngồi ha, ngồi thiền, có số ngoại đạo bày lên ngồi thiền, ngồi thiền để rửa giấc tâm hồn ở lên một cái thế giới trang trọng nào đó, hoặc là ngồi thiền chức hồn để đập thần thánh tiên thật ở cõi nào đó. Ngược lại có người thì thấy ngồi đây mà sợ sệt những cái cảnh khổ ở địa ngục, rồi lo lắng về cái khổ ở địa ngục, thậm chí như là vì sợ quá thì nó bày ra cái sự mê tín dị đoan, mà nếu trong thân nhân mình có người chết đó thì lại là lo hối lộ ở cõi địa ngục bằng cách là đốt cái tiền vàng bạc vàng mã nhà kho quần áo nhân dân, thì đó là cái cách gọi là không tư hương tưởng, gọi là quyền, gọi là thần thoại, gọi là mê tín dị đoan. Cái đó nó không phải có cơ quan cái vật chất này, nhưng mà cái tâm hồn gửi vào chỗ sống không bằng cái tưởng tượng như vậy, gọi đó là cõi vô sắc. Vô sắc là từ việc tư tưởng do mình tưởng tượng ra. Thành ra cái người xuất gia là ra khỏi cái nhà tam giới, vì người xuất gia có phải học đạo, phải có cái trình độ tu tập về nhận thức chân lý thì phải ra khỏi cái nhà lục dục thất tình và các thứ tham dục, ra khỏi cái nhà là phiền não căn bản phiền não, khi mà phiền não phải ra khỏi cái đó, và cuối cùng là ra khỏi cái thứ mà không tư hương tưởng nguyện hoặc quan nhường một cách sai trái không có sự thật. Đây thế thì người chúng ta thật sự là gọi là chút tam giới già, chút phiền não già là cái đó, chứ không có phải là ra khỏi cái nhà thế tục không. Vì vậy mà cái người xuất gia có công đức lớn, người cư sĩ tại gia mà tập thành cái hạnh xuất gia, họ bác quan sai, họ bác quan sai tức là tập cái hạnh xuất gia,
nhưng mà không được liên tục như người chuyên gia thật, mà chỉ mới tập một tháng, một ngày, hai ngày, ba ngày, năm ngày, tùy theo cái hoàn cảnh, cái phát hiện của mọi người. Thế thì chuyên gia như thế là có công đức lớn, là hải quá, là cái gì nữa? Chức tam giới gia, chức thiền hải gia, chức tham sân si mạng gia, chứ không phải ra khỏi cái nhà thế tục. Cái nhà thế tục là ra khỏi cái nhà đó, không phải đâu. Mà phải ra khỏi cái nhà tam giới như thế là quá, quá công đức lớn. Thiết pháp như vậy là được quá, là đúng quá rồi. Này, do đó cho nên là ra khỏi ba cái thứ nhà nó rồi thì nó có cái lợi là gì? Cái lợi trước mắt là ai cũng biết là dịch từ ra khỏi được cái nhà thiền não, kiến hoạt và tư hoạt, thì cái quả vị chứng đắc được ra ngoài ba cõi là quả vị A La Hán. Đó là lợi cái gì? À, được quả vị A La Hán là một cái lợi. Còn ra khỏi ba cái nhà đó là công đức, chính cái công đức đó mà nó thành ra cái kết quả là được quả gì đó, đó là cái lợi. Và được cái lớn thì tất nhiên là có bồ đề qua la hốt, nó có niết bàn qua la hốt. Và nếu từ đó mà tu tập lên tới bảo thọ thì nó có được cái lợi là thành tựu vô thượng bồ đề và được vô thượng niết bàn, nghĩa là thành Phật luôn. Cái này lợi quá đi chứ. Này, nói vậy là đúng quá rồi. Ai nghe mà chẳng ham về cái lợi của sự xuất gia và công đức của việc xuất gia. Nhưng mà nói vậy là nói bình thường thì được nha. Nhưng mà đúng tới cái là ông Như Lai Phật này là ông triển khai về cái tư tưởng đại thừa nói kiểu đó là coi như là bị quả này. Không thể ngừng ở chỗ đó được. Này, thế thì là nói về cái lợi và cái công đức chúng gia là giống như tôi vừa nói, đại khái là vậy. Bởi vì kinh luật Phật dạy là vậy đó, chúng gia có lợi vậy đó, có công đức lớn vậy đó, và là cái quả từ trước ly tam giới cho tới vô thượng bồ đề, cái lợi quá đi. Và công đức mà diệt trừ thiền não vô minh mà nên là ra được ba cái thứ nhà, thế thì công đức đó là lớn đó. Từ đó mà đem ra một cái lợi giải thoát giác ngộ. Thế mà ngày Di Ma Cật thì nói vậy, theo ngày La Hầu La, ngày là con của Phật, ngày đó địa vị chuyển lên thánh nhân xuất gia. Mà ngài nói về cái lợi của người xuất gia như thế là chưa tốt. Theo ngày La Hầu La, ngày không nên nói về cái lợi và cũng không nên nói về công đức của người xuất gia. Này, vì sao vậy? Bởi vì không có lợi và không có công đức thì mới xuất gia. Câu này nghe rất là kỳ lạ. Đệ tử Phật mà nghe cái câu này mà hiểu được cái câu này thì phải nói, phải mừng rằng là mình mới có được một cái kiến thức về liễu nghĩa thượng thừa của đạo. Nghe mà hiểu được câu này không ngạc nhiên, không lấy làm lạ. Câu rất lạ kỳ. Bởi vì không có lợi, không có công đức mới xuất gia. Bởi vì xuất gia thì về pháp nghe đi, mà pháp nghe đi thì không có lợi và cũng không có công đức. À, kỳ lạ chỗ đó. Cho ngài La Hầu La luận về xuất gia là không kia, không đây, không có cái giữa. Rồi 62 thứ kiến chấp ở cảm nhận bực thấp thường hành, hàng phục các ma, cứu độ ngũ đạo, thâm tịnh ngũ nhãn, thành tựu ngũ lực, làm chủ ngũ căn, không não hại người, ra lìa xấu ác, diệt các ngoại đạo, vượt khỏi các giả nhân, ra khỏi vùng lầy thiền não, không có người buộc, không có ngã sở hữu, không có cái sở thọ, lòng không khát vọng, giữ ý an vui, thuận theo thiền định, xa rời các lỗi lầm. Nếu được như thế chính là chân xuất gia đấy. Đây, thế thì theo ngày Di Ma Cật á thì xuất gia, chân xuất gia thì không có nói lợi và không có công, làm tất cả mọi việc lợi mình lợi người.
và trong đó có cái việc là dẹp trừ tất cả những phiền não, phủ vũ tất cả những phiền não, thậm chí đối đầu với những cái thứ kiến chấp sai lầm của ngoại đạo để hóa giải hết những cái sai lầm đó, cũng như là dẹp trừ hóa giải hết tất cả những cái thứ phiền não ở nội tâm. Dù làm được cái việc lớn như vậy mà cũng không được nói lời, cũng không được nói đó là công đức. Vì sao vậy? Cái chỗ này là cái chỗ quan trọng. Cái điều mà Ngài Di Ma Cập nói đây là muốn nói với mọi người để tự Phật rằng là gọi là cái bản lai diện mục của mọi người, tức là một đặc thích của mọi người. Từ xưa tới nay, mọi người là Phật rồi. Như lai viên giác diệu tâm, cái tâm hồn diễn sáng suốt của mọi người đã sẵn rồi. Đó là nói ra viên giác. Nói ra kinh Hoa Nghiêm thì biết trí chúng sanh thụ hưởng trí tuệ Như Lai đức tướng. Mọi người có cái trí tuệ, một cái đạo đức, một cái phước báo, một cái tâm trong sáng như là mười phương chư Phật đã có. Mọi người đã có con mọi người rồi. Nói theo cái thông qua là mọi người đều có cái tri kiến Phật sẵn rồi. Phật ra đời chỉ cái tri kiến Phật, giới thiệu tri kiến Phật, chỉ tri kiến Phật, hướng dẫn mọi người phải là học quay về cái tri kiến Phật của mình và sống cái tri kiến Phật của mình mà thôi. Thế thì mọi người có tri kiến rồi, có Phật sẵn rồi theo kinh Niết Bàn. Do đó cho nên cái việc xuất gia có lợi gì đâu. Nếu mà gạt bỏ tất cả phiền não của mình thì chẳng qua là trở về với cái tự tánh thanh tịnh của mình. Ở trong các cái thứ ngoại đạo, đủ thứ ngoại đạo, cám dỗ mê hoặc cả cái thành danh này. Nhưng mà nếu mà mình mà gạt bỏ được, mình mà hóa giải được cái đó đi nữa thì cũng chính là mình giữ vững được cái Phật tánh của mình, cái tri kiến Phật thanh tịnh của mình. Cái gì là những giác dị tâm của mình mà thôi. Và cái ngày mà mình thành Phật, thành thanh văn những giác Bồ Tát và Phật cũng không phải là cái quả chính mà do ai cho mà gọi là có lợi. Chẳng qua là mình chứng 50% thì gọi là mình chứng được cái quả A La Hán. Là trên con đường trở về những cái chi kiến Phật của mình, những cái như là những giác dị tâm của mình là mình ghi được 50%. Nghe chỗ đó, gọi đó là quả A La Hán, ví dụ vậy. Đi được thêm 20% nữa, 70% là được gọi là quả và là bích chi Phật. Vì mình xem về bảo sở mà đến 99-98% thì gọi đó là Bồ Tát. Và nếu mình đạt tới cái bảo sở như kinh Pháp Hoa nói đó là 100% là thành của Thượng Bồ Đề đi nữa thì đó là mình trở về cái nguyên quán của mình mà thôi. Vì vậy cho nên nói lợi nói công đức đó là nói trên cái phương tiện để cho những cái người mà họ chưa có hiểu gì về đạo lý, một khuyến khích họ bỏ ác làm lành. Những cái căn bản mà là bỏ ác làm lành đó là để nói với những người mà chưa biết gì về đạo lý. Cho nên là giáo lý, mà giáo lý có liệu nghĩa và bất liệu nghĩa là ở chỗ đó. Khi nào mà gặp người ta mà khuyên người ta xuất gia để có được cái lợi, có được công đức thì là đứng trên cái phương diện giáo lý quốc chuyển nghĩa, gọi là giáo lý phương tiện thì được. Nhưng mà ở đây là Ngài Di Ma Cập mà bác bỏ, mà đánh đổi về những cái lời khuyên giải của Ngài La Hầu La là nhằm đưa cái trình độ kiến thức của mọi người để tự Phật hải phát triển lên cái đỉnh cao của trí tuệ. Là nhận thức ở đây là phải nhận thức về cái giáo lý hiểu nghĩa thượng thừa. Đứng lên cái phương diện mà giáo lý hiểu nghĩa thượng thừa thì nói lợi là bị đầy, nói có công đức là bị đầy. Thành thanh văn nhân giác Bồ Tát và Phật không phải là do công đức gì hết hả? Công đức của ai? Không có công đức gì hết. Từ hồi nào giờ mình đi lạc? Đi lạc thì phải khổ sở lang thang. Bây giờ trở về được cái vị trí cũ của mình, giờ mình hưởng được một cái gia tài vô giá mà vốn là của mình, mà từ mấy mươi năm nay mình đã bỏ nhà ra đi lưu lạc lang thang khó khổ, bây giờ mình trở về được
Thế thì cái đó gọi là lợi ứng, gọi là công đức ứng. Thật sự ra đối với những người mà lưu lạc lang thang thì thấy rằng là bây giờ mình trở về được thì mình sung sướng hơn cái lúc mà mình lưu lạc lang thang. Nhưng mà thì thật ra là chính cái chỗ mà đầy đủ tiện nghi sung sướng giàu có nhất đời này là cái chỗ của cha mình, là lẽ ra là mình hưởng ngay cái lúc mà mình chưa bỏ nhà ra đi cho tới ngày nay mà. Còn sở những khổ sở lang thang hồi đó giờ là tại vì là mình nó bỏ cha bỏ nhà ra đi, giống như là cái thẩm thí dụ tôi đã nói qua đây. Cho nên là cái chuyện xuất gia mà có thành được đạo thanh văn nhân giác bồ tát phật gì nữa, nói lợi là không đúng, nói công đức là không đúng, bởi vì cái đó chẳng ai cho. Công đức là tôi nói ví dụ như về các vị đóng góp ở trong hội từ thiện nào đó, lâu lâu họ cho các vị cái bằng khen, gọi là cái bằng tổ lệ về công đức của các vị đóng góp. À, là vì các vị đóng góp của cái hội đó cho nên tao cho các vị. Bây giờ ở đây mà các vị mà trở về tới vô thượng bồ đề của các vị thì các vị có đóng góp cho ai đâu? Ai mà cứ có người cho các vị cái bằng tổ lệ chứ? Tại vì các vị đóng góp cho nhiều quá, tôi cho cái bằng giả mà tôi lấy tiền thiệt thì thôi, đúng chưa? Cho nên là lấy bằng nhiều là ngu nhiều. Nói thẳng ra như thế. Là vì người ta đưa cái giả mà ta lấy cái thiệt mà. Đưa vàng, đưa tiền, đưa đô la xài thiệt mà lấy cái giả. Đúng chưa? Nói như vậy có nghĩa là trên phương diện tương đối ta làm vậy là đúng. Làm vậy là đúng. Để chứng nhận rằng người này có đúng đó. Nhưng mà đây là nói về cái mặt tuyệt đối của đạo cho mình bồ đề thì các vị mà làm tất cả những phước đức lành, các vị đánh đổ được tất cả phiền não vô minh, các vị chinh phục được ngoại đạo, các vị làm tất cả lợi lạc giáo hóa chúng sanh đều là chính tánh khởi tu tùy thuận pháp, pháp tánh thì lợi gì, ai cấp bằng cho các vị được, ai khen các vị được, cho nên nói lợi với công đức thì là bị bác bỏ là vậy. Còn thế gian thì dám mà lấy bằng khen, lấy bằng khen đỡ lắm nè, chứng minh rằng mình là người tốt. Mình đóng góp cho tất cả công xa pháp từ thiện xã hội tham gia chính trị là hoạt động cứu nước lợi dân này kia, lấy bằng là tốt, càng có bằng thì càng tốt. Đó là tục thế, đó là pháp bất biểu nghĩa, pháp tương đối của thế gian. Còn đây là nói về pháp tuyệt đối, trên con đường tu hành học có đó lợi. Người nào mà dũng tâm tu hành mà có lợi là coi như cơ bản đầu tiên là đã sai phạm với đạo Phật. Do cái chỗ đó cho nên là đây là nói cái này thành ra cũng có cái kỳ cục, có người chấp nhận mà có người không chấp nhận. Nói câu việc thiết gia, tôi chưa hề không thì nghĩ bất cứ một ai, nhưng mà là xuất gia mà tôi phải nói giải thích về cách xuất gia mà tôi không cần nói lời. Cho nên người nào mà ý muốn xuất gia mà hỏi thăm ý kiến tôi đó mà, thì tôi giải thích là phần gì rồi là không có xuất gia được. Còn nếu xuất gia được là phải bỏ ý kiến của tôi hết. Bởi vì nếu thật sự mà nói kiểu của tôi nói đó hả, người xuất gia là không được có cái ý muốn làm, nếu mình nữ là không được có ý muốn làm sư cô, nghi sư và sư bà vậy hết. Xuất gia. Còn nếu bên tăng á là không có cần có cái ý muốn làm đại đức thượng tọa hòa thượng gì hết. Đấy. Bởi vì nếu mà có cái ý mà muốn làm cái đó là coi như xuất gia cầu lợi, cầu có công đức là sẽ mất đi hết công đức. Mà người xuất gia là không được có cái ý lợi, mà không được có cái ý cầu lợi thì không nên có cái ý là mình học rồi mình sẽ làm đại đức, rồi sẽ lên hát, lên thượng tọa, rồi lên chức hòa thượng. Phật tử nghe cái đó không biết đâu, chứ cái đó là đối với Phật là sai vô cùng vô tận. Cái chuyện lên chức bắt đầu là mình là lần cái làm sai chi là chúng ta gọi là chú hát chú tiểu, có được mình lên chức sai chi, chúng mình lên chức đại đức, chúng mình lên chức thượng tọa, chúng mình lên chức hòa thượng, có được mình lên chức chức cảnh luôn lên bằng họ luôn. Còn ở bên nữ thì lên chức sư cô, cái rồi lên chức ni sư, cái rồi lên chức sư bà, cái rồi lên quốc bằng họ đây để là lên đi thì là không có đúng. Cái ý niệm xuất gia mà nếu các vị muốn xuất gia thiệt là không có ý nghĩa lên, kể cả lên bằng họ cũng cần, bởi vì tự nó lên mà.
ai cũng được lên bàn thờ hết, không cầu không không ý niệm lên gì hết, mà lần lần rồi cũng được lên bàn thờ hết thôi. Cho nên đừng có nghĩ lên mất công, không cần lên cũng cứ lên. Mà cái ý của tôi xuất gia đó là xuất gia giả là xuất tam giới, mà cái già là cái người nào mà thoát ý mà xuất gia là với ý xuất tam giới già là xuất thuyền não gia. Xuất thuyền não gia nói rõ là xuất tham sân si mạng y họ thẩm thú não tật sang đó, xuất thuyền não gia đó là xuất gia là xuất cái đó đó. Khi đã xuất hết lục gia như vậy chứ không phải cầu ra khỏi cái nhà mà thôi, ra khỏi cái nhà ngoài là vô lấy cái nhà lên. Nhà ngoài có 4 thước 18 thước đã là hạnh nhưng hạnh lắm rồi. Mà vô lắm cái nhà bằng cái chùa đứng trên này, tôi hỏi cho các chị ra khỏi nhà chưa chứ? Thì đất ơi, bỏ cái nhà chỉ có 30 năm hư, người lấy cái nhà trong năm chưa hư. Thế thì là giữ cái nhà nào mà hơn cái nhà nào chứ? Bỏ nhà 4 thước, 18 thước rồi lấy cái nhà như vậy ngang cái 50 thước, rồi dài 20 thước. Thế thì là giữ nhà nào mà thân nhà nào? Nói như vậy là các vị tôi nói vậy không có nghĩa là mất quả cái công lao của các hòa thượng giữ gìn đâu, cái đó là người ta chuyện hoằng pháp lợi sanh tiếp dẫn hậu lai báo phật ân đức à, cái chuyện đó là cái chuyện làm lại đặt phúc sinh thì người ta giữ cái chùa lớn cho nên gia trò rất là lớn, vì vậy cho nên trụ trì ta gọi là trụ pháp nhân gia trì như lai tản, trụ là giữ cái nhà pháp dương, giữ cái nhà phật, cái nhà cho phật, là trì là giữ gìn á là ba bản của Như Lai để truyền ba chánh pháp, quần dương chánh pháp tiếp dẫn hậu lai phó phật ấn đức. Cho nên cái việc xuất gia là nó quan trọng vô cùng, nó lớn lao vô cùng, là mà cực nhọc vô cùng chứ không phải lợi nha, không có lợi. Còn nói về công đức là cũng có rồi, không cần có công đức mới là đúng. Cho nên mặc dù chư tôn hòa thượng ta làm vậy nhưng mà không được đặt vấn đề công đức và cũng không có lợi. Làm vậy là vậy đó, trách nhiệm là phải làm vậy, phải lợi lạc buồn sanh bị tha vô ngã làm vậy, mà không được có cái niệm khởi ra là gì lợi và khởi cái niệm công đức, chỗ đó là cái chỗ hết sức là khó khăn. Cho nên là cái việc mà xuất gia mà ai hỏi ý kiến tôi là tôi nói là vậy, tôi nói khó, tôi nói nghe là thấy khó rồi, là thấy khó rồi là phát sợ rồi. Cho nên là riêng về thần bản thân của tôi đó, tôi là trong quá trình làm việc đó nè, làm việc phải nói rằng là cần mẫn siêng năng ấy, mà thật sự là chế phục nội tâm mình chưa bao giờ đặt cái vấn đề là công đức và hy vọng cái quả báo của công đức, không có, đấy là sự thật, không có đặt hy vọng đó. Do vậy cho nên là đây là phương pháp thật để quý vị nghe ý nghiên cứu, là mọi người tự nghiên cứu một phương pháp tu hành của mình đó nè. Tôi dạy học ở đó giờ là nhiều lớp, tăng lên nhiều lớp đó, có những người 60 tuổi hơn, có người 80 tuổi cũng về cũng đã có học của tôi lần này, tôi dạy lâu vậy lần đó, có người 60 tuổi bây giờ nữa nè, chưa chết á, cũng đã có học của tôi. Nhưng mà chưa bao giờ tôi có một ý niệm là đặt rằng là mình có một cái công đức gì để cho ai thương, ai nhớ, ai tổn gì hết. Cũng không có ý niệm là mình tạo cái uy tín gì cho lớn lao để cho người ta biết, người ta nể, người ta quan trọng mình, không có. Đấy là cái chỗ mà tôi học cái kinh này, không có đặt cái này rồi. Và một cái nguyện vọng mà từ lâu rồi, không biết nói với ai, nhưng mà làm sao mà, ví dụ như là cái ngày mình lên bàn thờ, lên trước nhất là lên bàn thờ nè, cái ngày đó ví dụ như bữa nay chết về lại ngày mai làm gọn ghẻ cho nên đi thiêu đi đốt gì đấy, nó gọn ghẻ vậy, nó có phiền phức ai trên khỏi có cáu nó phải có nhắn cái gì đó lâm sân như vậy, đại lễ nó vậy, không đặt vấn đề lợi cho hiện tại, cũng không đặt vấn đề là công đức gì cho tương lai. Nhưng mà các vị tưởng là làm việc đó là nó trái đời hiện đời, có lẽ là mình thành kinh này kinh thoái hay loạn thành kinh gì không phải đâu nha. Bởi vì nếu mà cái khi mà mình được cái sự an lạc, cái sự giải thoát á, được cái bồ đề nhất bàn á, cái đó không phải là cái công đức với cái lợi mà người ngoài đánh giá được, chỉ có mình mới biết mà thôi. Thế thì là cái bên ngoài đâu có ăn thua gì. Thành ra trong khi mà xuất gia là các vị nào sắp xuất gia, các vị đã xuất gia, tôi nghĩ rằng là nếu mà học theo cái kiểu mà của ngài Di Ma Thật nói vậy thì xuất gia
là các vị nhìn qua các vị coi như là nghèo hơn người ta, coi như là đơn sơ giản dị sơ sài hơn nhiều người khác, nhưng mà các vị sẽ có an lạc thật sự, tự tại thật sự, giải thoát thật. Tùy theo cái cách ở bên trong của mình á, cái mật hạnh ở bên trong á, chứ còn phải là cái lập hạnh ở bên ngoài. Thành cái việc ra đấy, lòng không khát vọng hoa trên sự gia này, ra khỏi bùng lầy tiền não, không có người buộc, không có ngã sở hữu, không có cái sở thọ, không có cái sở thọ, chúng ta không đặt cái sở thọ, kể cả cái sở thọ là chính quả nữa mà. Bởi vì quả chứng không phải là cái mà ai ban, cái đó là do cái quyết định mà do cái công năng đoạn từ thiền não của mình, chứ có phải ai ban đâu. Cho nên dầu là chứng quả là hết cũng không phải là cái quả sở thọ. Tôi nói như vậy là đại chúng lý nè, chân bát nhã mà cái gì cũng là vô trí diệt vô đắc, vô khổ tầm định đạo, vô trí diệt vô đắc. Cái pháp gọi là pháp tu bằng khổ tập diệt đạo, bỏ có vô trí diệt vô đắc, cái gọi là tu bỏ luôn, không hề kể cái gọi là tu. Bởi vì nếu mà có tu tất cả những cái thân khẩu ý mà hoàn toàn thanh tịnh đi nữa là trở về những cái Phật tánh của mình mà thôi, thì tu cái gì, nói chung cái gì là không tu gì cả. Có được như vậy mà mình trở về những cái Phật tánh vốn thanh tịnh sẵn có của mình, Phật tánh vốn không tham, vốn không sân, vốn không si của mình, mà gạt hết được cái đó là mình tự trở về với cái bản lai diện mục của bộ mặt thật của mình là Như Lai Viên Giác Diệu Tâm, là Phật tánh, là Tri Kiến Phật. Cái gì là có tôn gì, có thọ gì, chứng được quả vô thượng bồ đề cũng không phải là cái quả sở mắt. Chỗ này là kinh điển cao mà các vị học mắt nhã rồi đó. Như Lai mà còn nói Như Lai có đắc được gì chứ mà. Quả vô thượng bồ đề Như Lai không phải là cái quả sở đắc đâu, mà tại vì Như Lai không còn tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng họ giả, gọi là Như Lai được vô thượng bồ đề vậy thôi. Tại vì Như Lai á, nhìn giả pháp bình đẳng bằng cái hình thức Phật như định của nó, Như Lai không có bằng dạng tu sở yêu ghét muốn đối với dạng pháp, gọi là Như Lai được vô thượng bồ đề vậy thôi. Như Lai không có bỏ trong thiện pháp, không có làm những điều gì gọi là ác pháp, gọi là Như Lai được vô thượng bồ đề vậy thôi. Chứ kỳ thật Như Lai chẳng có kính mặt đấy. Đạo lý biểu nghĩa đại thừa là phải học vậy. Cho nên là cái người xuất gia là không có mà cái sở thọ, lòng không khát vọng, kể cả khát vọng bồ đề nhất bàn. Bởi vì bồ đề nhất bàn là do cái công lao thọ từ thiền não là có nhất bàn, mà do cái công lao bồi dưỡng trí tuệ là nó có bồ đề. Mà nếu không đoạn từ thiền não là có khát vọng cũng không bao giờ có nhất bàn. Nếu không bồi dưỡng trí tuệ để nhận thức chân lý thì dù có khát vọng cũng không bao giờ có bồ đề. Mà bồi dưỡng không có bồi dưỡng trí tuệ để nhận thức đúng chân lý, không đúng chân lý, không hợp chân lý thì không khát vọng cũng vẫn có bồ đề. Và nếu đoạn từ thiền não hết, mừng nhận tương sợ yêu ghét đoạn tiền hết, tham sân si mạng nghi đoạn tiền hết thì không khát vọng cũng vẫn có hành thiết lại. Đó là đạo lý của đại thừa. Cho nên là cái khát vọng đó là không đúng. Nếu mà tu mình đặt để tâm khát vọng, mòn mỏi trông chờ gian sinh hy vọng là cái đó là luống công và vô ích. Người xuất gia là giữ an vui thuận theo thiền định, thuận theo thiền định là tập lúc nào mình cũng tỉnh thức, lúc nào mình nhìn giải pháp mình cũng có cái tư duy trong sáng, biết cái nào là phương diện thiện pháp là cái của ta, còn cái nào là phương diện bất thiện pháp là cái không phải của ta, thuộc loại khách tầm thì ta phải loại bỏ nó đi. Và nên xuất gia trong chánh pháp, bởi vì người xuất gia trong đời gặp được thật là rất khó. Đọc được Phật là rất khó, nghe được hết, nghe được chân pháp là rất khó. Thế thì là các vị nên ở trong chân pháp mà kiến gia. Các vị giáo tử hỏi, thưa sư sĩ, chúng tôi nghe Phật nói, nếu nghe Phật nói rằng là nếu cho mẹ không cho thì không nên kiến gia. Nhưng mà Phật nói đúng vậy, cho mẹ không cho thì không nên kiến gia. Nghe mà các vị giáo tử dừng lo, khi nào các vị phát cái tâm vô thượng bồ đề thì trước lúc đó là được tiên tri đã xuất gia rồi và được thọ giới tự túc rồi. Này, cái chỗ này là cái chỗ mà tôi hết sức là ái mộ về cái đạo lý xuất gia của mình. Đương nhiên là cái này khó hơn là cái xuất gia thật. Ở đây là các tôn giả tử
Thế giới Di Ma Thật tiếng lô khuyên là bỏ nhà ra đi, nếu cha mẹ kêu không cho, mặc cho khỏi tại nhà. Mà được kể như Thích Ca rồi, kể như Thọ Đức Thủy Thích rồi, là khi nào mình phát cái tâm vô thượng Bồ Đề. Chỗ đó là cái chỗ khó này. Mà phát tâm vô thượng Bồ Đề là cái gì? Cái câu này thì khi nói chung chung thì bảo là phát tâm vô thượng Bồ Đề, là biết phát tâm vô thượng Bồ Đề là phát cái gì? Rồi Bồ Đề nó có cái Bồ Đề không gai, có cái Bồ Đề gai. À, lỡ mà phát cái nhẹ trúng mà nó phát tâm Bồ Đề mà ta gọi là Bồ Đề gai cũng chết. Không rồi nào nữa, khi nào mà nó nổi thì nổi vô minh lên mà vừa chửi vừa xé vừa bơi vừa mưa vừa đập vừa đánh sao ta gọi là nổi Bồ Đề gai. Cho nên ta dẫn dắt Bồ Đề pha đấy, Bồ Đề tung ra là Bồ Đề gai. Cái gì phát tâm của Bồ Đề á, tức là Bồ Đề không gai, là phát cái tâm mà luôn luôn là hướng về trí tuệ và bồi dưỡng trí tuệ để nâng cao trí tuệ. Đại chúng nhớ cái chữ Bồ Đề là giác, là tỉnh thức. Ví dụ như mình ngủ say là gọi là mê, còn ngủ say mà có mộng gọi đó là mộng, có chiếc bao thì gọi đó là mộng, tức là mê mộng. À còn là ngủ không say gọi là ngủ tỉnh, và không có mộng tức là không mê. Thế thì là cái trạng thái ngủ say và mộng giữ cho cái bình thường của mình hàng ngày mình sống ở trong cõi đời này đó mà, thì đối chân lý giống như là mình ngủ say. Và ngoài ra còn có những cái mà mình làm vượt cái đạo lý bình thường của con người, sai trái với đạo lý bình thường của con người, đâm ra chất thành tội lỗi, nhiều thứ tội lỗi đối với xã hội, đối với là luật pháp. Thế thì là cái đó chẳng khác nào là mộng, ác mộng ở trong lúc ngủ say. Này còn phát tâm Bồ Đề đây có nghĩa là phát cái tâm tỉnh thức. Bước thứ nhất là tỉnh thức. Tỉnh thức là mình làm việc gì, nói việc gì, nghĩ việc gì. Mình luôn luôn tỉnh thức, mình biết mình đang nghĩ việc gì, nói việc gì và làm việc gì. Đó là tỉnh thức. Đừng để cho cái việc làm đó, cái nói đó mình không kiểm soát được. Người nào tập kiểm soát được ý nghĩ của mình và lời nói của mình và việc làm của mình, chỉ bước thứ nhất đó gọi là tỉnh thức. Chỉ bước thứ hai đó là giác, đó là giác ngộ, tức là nhận tất cả cái chân lý, cái sự thật của hiện tượng giả pháp, gọi đó là giác. Tôi nói ví dụ như bây giờ người học đạo mà các vị nhận thức được vạn pháp đều là y tha duyên y sanh khởi, nói ra như đức học á, tất cả vạn pháp đều là duyên sanh, mà duyên sanh thì như quyển, mà như quyển thì không phật. Do vậy cho nên là mình nhẹ mất đi những cái sự mà đam mê, là lúc sâu vào trong cái bùn lầy của vật chất của vũ trụ. Rồi các vị nhớ lại cái kinh của mình học đó nè, như Nguyễn Tâm Ma Đề, quán chiếu tư duy sắc là bất dị không, không bất dị sắc, sắc là không, không là sắc, để như thế. Đó là cái lúc đó là giác, giác tức là nhận thức từ giác ngộ cho nên. Còn cái giai đoạn đầu mới chỉ là tỉnh. Thế thì là cái người nào mà phát cái tâm Bồ Đề, phát tâm vô thượng Bồ Đề, tức là phát cái tâm nó hướng về cái mục tiêu tỉnh thức và giác ngộ chân lý này, gọi là phát tâm vô thượng Bồ Đề. Thành ra trong hai giai đoạn, tỉnh thức là bước thứ nhất, và bước thứ hai là giác ngộ, giác ngộ chân lý, tức là nhận thức chân lý một cách tinh nghi tường tận. Nhưng mà nói về nhận thức chân lý tinh nghi tường tận thì là không có kinh nào bằng kinh Bát Nhã nha. Tôi nhắc lại để chúng ta hiểu rồi đó. Cái bài Bát Nhã mà có ba tông mấy chục chữ rồi, Bát Nhã Tông Kinh đó,
cái bài đó là kích, coi như là cô động cả một nền giáo lý Phật. Vì vậy mà cái hệ thống Bát Nhã đó, các cái vật mà tiền bối cổ tiên người ta nghiên cứu ra, ta nói là cái hệ thống Bát Nhã là nó chiếm khoảng 22 năm mở tông sư cuộc đời, 49 năm thuyết pháp của Phật, nghĩa là nhiều hơn tất cả. Thời Quan Nghiêm thì là không nói rồi, thời A Hàm á có 12 năm mà, tức là kinh Tiểu Thừa. Thời Quân Đẳng đại thừa nói 8 năm. Thời Bát Nhã á, tức là cái giáo lý Bát Nhã đó là so với cái thời gian mà cuộc đời Đức Phật pháp là nó chiếm 22 năm. Thì mình đi tập nghĩ đi, Bát Nhã Đàm pháp qua cái bàn động Bát Nghiêm, pháp qua cái bàn là cô động lại giống như đường đó. Đường mà thắng là nó thành kẹo rồi đó, cho nên thời gian nó ngắn có 8 năm. Đấy, thế thì là cái giáo lý Bát Nhã thì đúng không? Mà người nào mà phát cái tâm mà là hành trì theo cái giáo lý Bát Nhã đó gọi là phát tâm Bồ Đề. Bởi vì Bồ Đề là trí tuệ mà. Mà cái người mà hành tâm Bát Nhã ba la mật sa rồi thì là chiếu kiến ngũ uẩn giải giải thông. Chính người nào mà có cái khả năng chiếu kiến ngũ uẩn giải thông đó là người đó là coi như là bắt đầu phát tâm đi trên con đường Bồ Đề vô thượng này. Đã tất nhiên là con đường đó phải là con đường dốc. Nghĩa là ban đầu con đi lại khúc cái pháp thì nó còn khoảng 15 độ, rồi lên 30, 45 độ, rồi 50 độ, rồi tới 90 độ, tới là rất cao thẳng đứng và đi lên. Thì á, gọi là phát tâm Bồ Đề là nói một cách gọn là các vị phải hướng về trí tuệ. Tập tư duy nhận xét về dạng pháp qua cái trí tuệ. Mà muốn trí tuệ đó là phải học Bát Nhã thôi. Bát Nhã là nhìn dạng pháp sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc là không, không là thọ chẳng khác không, không chẳng khác thọ, thọ là không, không là thọ, tưởng hành thức cũng như vậy. Và học Bát Nhã thì các vị nhớ đó, bất về vô đó, nhìn dạng pháp bất sinh bất diệt bất tố bất tịnh bất tăng bất giảm, thì cố không tu trong cái không đó. Vì vậy cho nên là vì nó bất không sanh không diệt không ngơ không thật, cho nên nó là dạng pháp về không. Nhưng mà không đây là không, không nhãn, không nhĩ, không tỷ, tức là vô nhãn, nhĩ, tỷ, diệt, không, ý, vô sắc, sinh nên, thủy, thức pháp, vô nhãn, giới, nải, trí, diệu, linh, giới, tức là không. Vô minh, diệt, vô minh tận, nải, trí, vô lão, tử, diệt, vô lão, tử, tận, vô khổ, vô tập, vô diệt, vô đạo, vô trí, diệt, vô này. Bát Nhã đó là gọi là phát tâm vô thượng Bồ Đề đấy. Học tư duy, học quán chiếu, học cái nhìn bằng Bát Nhã, học cái tư duy quán chiếu bằng Bát Nhã đó là các vị phát tâm của Bồ Đề. Bởi vì cái Bồ Đề là giác, là tỉnh thức rồi để mà giác. Mà giác là giác cái gì? Giác này tức là nhận thức về chân lý. Mà nhận thức chân lý thì dựa vào đâu? Dựa vào hiện tượng dạng, dạng pháp để mà tuyên nguyên, để mà tầm ra cái thực tính của nó. Thế thì là thực tính của dạng pháp là gì? Thực tính của mọi thứ vật chất là gì? Sắc chẳng khác không, không chẳng khác, sắc sắc là không, không là sắc. Thọ tưởng hành thức cũng vậy, nói chung là dạng pháp đều là duyên sanh duyên hướng duyên quyển. Cho nên phát ra Bồ Đề tức là phải nhận thức rằng nhất thiết hữu pháp như vọng nguyện tạo ảnh như lộ như điện ưng tác như vị quán. Phải tư duy quán chiếu rằng tất cả các pháp hữu nhi như vọng, tức là chẳng gì bất cứ là vui buồn buồn giận gì ở trong tâm bao là không có thật. Mà không có thật thì việc đó không có đáng quan tâm, tức là quán giả pháp cũng như mộng. Nhưng quyển tức là những hình ảnh giả quyển của mà bạc của tâm này, dù có nói có cười có khóc, nhưng mà khóc cười nói đó không phải thật. Như bọt nước không có đứng lâu, như những cái bóng của tâm vật, nó là hư quyển. Nếu không có hình thì không bao giờ có bóng, mà cái bóng là bóng của hình. Vậy thì cái bóng này không phải là thật. Như mùa sương dầu buồn cỡ nào đi nữa mà nắng lên là tan mất. Như miệng chết coi nó bằng mèo trên trời vậy nè, nhưng mà nó không có nhìn đâu. Thì quán các pháp như vậy, dùng cái trí tuệ và tư duy một quán kiến như vậy, đó là người phát tâm vô thượng Bồ Đề. Cho nên cái chữ đó là đại chúng ta ý nha, là người ta khuyên mà phát tâm Bồ Đề hay là phát Bồ Đề kiên kiên cố, nghĩa là phải bám vào cái tư duy đó, người học hành đi lên con đường đạo phải phát tâm vô thượng Bồ Đề, tức là phát cái tâm học hỏi tư duy quán trí để nhận thức được cái thực tướng của dạng pháp là dạng pháp nhân sanh như quyển.
Thành cái từ đó, từ trước tới giờ có lẽ là dường như tôi bỏ qua mà tôi chưa có nói đấy, hôm nay mới nói đấy. Bởi vì hôm nay ngày như ta tập ngày giải cái kiểu như là nó quá là cô động và lạ luôn. Người nào mà phát tâm, các vị mà phát tâm nghe Phổ Bồ Đề rồi, chính lúc đó là được thêm như xuất gia rồi và họ giới phụ túc rồi, ghê gớm. Thế là cái điều mà tôi rất là thông cảm, là cũng có như vậy muốn cho thật sự phải ra khỏi nhà, giờ đó cũng chết chán thôi. Tại vì là ở trong nhà mà chẳng may ra, nếu mà ở với cha với mẹ thì cái chuyện mà ra khỏi nhà, không ra khỏi nhà thì còn tương đối đỡ hết. Chứ nếu mà đã là có chồng hay là có vợ, có con rồi, giống như cái cây mà nó đã ăn rễ, nó tót sâu rất rồi. Mà ở trong đó thì là tất nhiên nó tương quan với cái nhánh cái lá cái trồi cái cột nó khó lòng. Thật ra giờ muốn xuất gia là chỉ còn cái cách lọc hả đi ra khỏi nhà. Chứ thì điều đó cũng phải là có chuyện gì nói sách đâu cũng tốt thôi. Tốt là ra khỏi được cái nhà mà 4 thước từ 10 thước từ 18, 20 thước ra khỏi cái nhà đó cũng được, cũng tốt. Nhưng mà phải sắp xếp ra khỏi cái nhà đó. Nhưng mà ra khỏi cái nhà đó là đừng có mừng, nó là phải nhà đó mà không phải là xuất tham đến gia xuất thiền não gia xuất tham sinh mạng á, thì coi chừng là chẳng những là phước đức không bằng cái nhà đó, không bằng ở tại cái nhà của mình đang ở đó, mà mình trở thành ra gánh nặng là đi gánh thuê gánh mướn, là những cái việc không công cho thiên hạ nha. Nếu mà mình không bồi dưỡng thân tâm mà sao rồi trí tuệ phát tâm Bồ Đề hả, thì mình tạo lập ra minh mông mang sự nghiệp á, là coi như mình đi làm thuê là mức không công á, để cuối cùng rồi á mình để lại là mấy chục mẫu đất là 5-10 tỉnh chùa, là bao nhiêu chục tốt Phật mấy cái đại hồng chung rồi này kia đó là coi trên nhà. Xin nói thật là cái đó Phật Thích Ca không có biết cái vụ đó à. Để cái đó lại mà gọi là để tiếp dẫn hậu lai báo Phật âm đức là Phật, mà cái đó là không có được à, Phật Thích Ca không hề biết cái vụ đó à. Cho nên là tôi nói thẳng thôi, như ai thì cũng được, mà mình là chịu thôi, để lại bao nhiêu thánh đồ qua chừng không có đền ơn được Phật à nha, để lại bao nhiêu chục tội Phật, bao nhiêu trăm tội Phật cũng qua chừng không có đền ơn được Phật chút nào. Mà cho nên Phật phải là phát tâm vô thượng bồ Bồ Đề mới là Phật, và động viên khuyến khích mọi người phát tâm vô thượng Bồ Đề mới gọi là người đền ơn Phật. Chứ không có để cái gì đền ơn Phật hết, còn cái đàn chung đó là Phật không hề biết à. Đàn chung mà để đóng u á, để mà cầu siêu rồi đó là Phật không biết cái vụ đó à. Đó mà cầu á, Phật ấy, ta đó ta phát minh cho tu nhận thức chân lý rồi ta dạy mọi người muốn sang thì có tài là tu thật thiện, chứ ta đâu có tôi biết cái vụ gì mà dán cái giấy thì cái chỗ này rồi đắp cái này một cầu chứ được không báo cái này ta không biết à, không chịu trách nhiệm cái vụ này à. Nhưng mà các chị đi nhìn coi có những cái chùa đạt không mà ta dán cái giấy như này một cấp mà nó dày cọn ra vậy, mà xung quanh giáp cái đàn xung hết mà hay là mấy trăm hay là đếm ra cỡ mấy trăm tên cả ngàn cái tên vậy đó, các vị có tin cái đó không? Có thật, tôi đã coi rồi đó. Nghĩa là dán giáp cái đàn xung quanh nhìn thấy nó mà đè nó ra mà dán kỹ ra mấy cái chỗ đó mà ăn kỹ đó. Từ xa lại dán chồng thôi thì chấp giống như là trong cuốn sổ mà ba cái đàn xung vậy đó. Mà sống cái đó là tôi sợ mấy dòng hồn mới ngửa điếc ra hết. Mình ở xa mà nghe mà nhất của ta mà đây mình nghe cái ta là nhớ cái đó mình đóng chết chịu không nổi không, cái đó gọi là khổ chết giống đã khổ rồi mà còn nghe cho nên mình đóng đàn xuân cái đó nữa là khổ nữa, cái khổ cái khổ rồi nó chồng lên nó khổ nữa. Nhưng mà cái đó bây giờ đất nước Việt Nam ta tràn đồng những cái tư tưởng như thế, các vị thấy có nào sót không? Nào lắm cái đó. Tôi nhìn ra cái đó là con dao vô cùng vô tận, nhưng mà ai biết được cái đó có con rừng xuống nhìn mất hẳn mà. Mặt hẳn tức là cái hẳn thầm kích tới bên trong á, nhìn cái đó con dao khổ vô cùng. Làm sao mà đóng chuông mà cho tâm hồn mà nó thiếu được. Còn cái câu mà
cái số Phật tử là ô hòa thập loại bất tận ai đủ thập loại bất tận ai là khi đó là cái câu đầu giữa cái câu đầu dân chung sinh phiền não. Phiền não kinh, ai mà nghe được cái tiếng chuông này đó là cái phiền não phải tự mình làm cho nó rơi đi, cho nó nhẹ đi, phải cúi bỏ hết nó đi. Và trí tuệ phải cho nó tăng trưởng lên, và cái tâm mà phát, cái tâm Bồ Đề đó, tâm Bồ Đề tức là cái tâm mà là phát triển trí tuệ để nhận thức chân lý đó, tăng trưởng mạnh lên. Đấy, từ cái chỗ mà dân chung sinh phiền não kinh, từ cái chỗ mà trí huệ tăng trưởng, cái tâm Bồ Đề sanh thì lúc bây giờ tự cái người đó mới được ly địa ngục xuất quả, xuất quả căn. Tôi nói ví dụ như nhà là các vị nhà cửa, các vị đang quấn lộn như dần nhà, mà các vị thấy một vị nào đó tôi tiến tới, thì là nghe tiếng ngoài kia, hoặc tiếng xe, hoặc là tiếng nói gì đó, nghe tới ngoài sân là các vị trong nhà là các vị như là xếp hết, dẹp hết cái sự quấn lộn này để chiều qua đây, ha. Và dẹp nước hòa thượng vô nước là không ai bà ai gì đâu. Thế thì là nghe cái tiếng đó mà phiền não nó nhẹ, nó vơi đi, cái gì dày lỗ sạch nó vơi đi, thì tức khắc là các vị ăn vui liền, mặt mày tươi tỉnh liền, là do các vị dẹp cái vụ này hứa để chiều mới làm lại chứ. Hứa để chiều mới làm lại, bây giờ thích tới làm vậy thì nó yên, bây giờ đây là cái cuộc mà chiến tranh nóng là nó yên, đây là nó dẹp thành chiến tranh lạnh, là do mình dẹp cái chiến tranh nóng, dẹp cái cãi cọ thì nó mới yên. Thì nghe cái chung mà ly địa ngục xuất quả thanh mà chỗ u thập loại thất tầng ai là cũng nghĩa là do nghe cái chung tạo cái điều kiện để cho họ nghe rõ, cởi bỏ phiền não, tâm hồn và thanh tịnh mà họ được ly địa ngục xuất quả thanh. Y như là nghe cái tiếng của hòa thượng, của các vị thầy chính quý mà tới cửa, thì bây giờ mình dẹp cái vụ cải cỏ trong nhà đến nước thầy. Cái công dụng của nó là như vậy, chứ mà đem cái tên giá không nó không có được. Bảo rằng hãy có giá cái tên đó là cái tên nó mới được nghe, đâu có được. Đâu cần giá tên, ví dụ như ở thế gian này nè, đóng chung này nè, mọi người có tên không có tên cũng được nghe chứ mà. Nhưng vấn đề là ai mà nghe được có quên được cái phiền não hay không, là nghe rồi nhớ Phật, nhớ Pháp, nhớ tăng thì có quên phiền não đối với người đó. Còn những người mà cứ như là bây giờ này chẳng hạn như mình này nghe rồi diễn viên đây trên kia nên làm cái quán mà cà phê ôm đèn mờ mà nó nhảy sập sình nó các vị đóng chưa qua thu dữ lắm không? Có vậy sao qua thu những chuông lại nhảy. Thành ra cái vấn đề tu hành là phải là tùy theo người chứ không phải là do những cái hình thức. Những cái chỗ cái cầu đó quá sức cao siêu đi. Cho bây giờ có 32 vị tưởng giả tử sắc tâm vô thượng Bồ Đề cầu thành chính đẳng chánh giác Bậc Thế Tôn, vì nhân cớ ấy con không dám lẫn trách nhiệm đi phân định. Ông nào là không dám đi phân định xuất gia về phần thực chủ này, minh đức không phải vì lợi, cũng không phải vì công đức. Đây là phần thực chỉ này, là và công đức chỉ để nói với người có cái trí bậc hạ và bậc trung, bậc thượng trí, vừa nghe đã biết sai từ cơ bản. Chừng nào mà các vị nghe cái đó mà các vị biết sai từ cơ bản là các đạo mật giáo lý là mật thâm diệu. Hành tham bát nhớ ba la mật đó phải chiếu kính ngũ uẩn ra không, cho nên nhân dân giáo pháp ra không. Do đó cho nên từ ngũ uẩn lục nhập thập diệu xứ thập bát giới thập diệu nhân duyên tứ đế đều vô ký diệt vô đó. Diễn ra sở đắc đó, Bồ Đề phát rõ như lắm nhã ba la mật đa cố tâm vô quá nhạc, vô quá nhạc có vô cũng có diễn lý điên đạo mộng tưởng cứ chi như bạn. Tam giác như Phật, y lắm nhã ba la mật cô đắc, ba la mật đa cố, đắc là đạo đa la tâm tự tâm Bồ Đề. Nghĩa là cái người tu hành, học thành tựu bát nhã rồi là không có sở đắc. Vì không sở đắc mà Bồ Tát thành tựu được bát nhã ba la mật, mà xa lìa được tất cả những cái mộng tưởng điên đạo, mà được cứu cánh Niết Bàn ngay trong cái lúc mà xa lìa mộng tưởng điên đảo đó. Này, thế xa lìa mộng tưởng điên đảo rồi là tự nhiên mình là có cứu cánh Niết Bàn ngay, chứ không phải chờ chết hay chờ chừng nào nữa hết.
ba đời chư Phật cũng đều yêu cái Bát Nhã Ba La Mật, đều do cái trí tuệ nhận thức chân lý, đúng chân lý, hành đúng chân lý, sống theo chân lý mà được mô phỏng chân bản chân nhé. Rồi ai thì ra cũng ai ai phát tâm vô thượng Bồ Đề gai đó. Nếu như Bồ Đề mình nhận là lạc qua mình, cái ngạch khác nó thành Bồ Đề gai. Thành ra con đó đã chúng nữa đó nha. Nhiều tiếng nghe qua là biết sai lầm cơ bản. Phải trong cái vô tu hành gọi là vô trí diệt vô đắc. Đừng thấy mình tu và đừng thấy có cái đối tượng quả chính sợ đắc. Bởi vì không có chính cái giả đó. Các vị nhớ cũng bắt qua đó mà. Con ông tử giả tại bỏ cha bỏ nhà mà đi lưu lạc mấy mươi năm đó khổ rồi. Khi mà trở về nguyên quán tại mình bỏ cha bỏ nhà cho nên mình không nhìn ra cha mình. Khi mình trở về tới nhà rồi mà không nhìn ra cha. Rồi là thấy cha mình, thấy cái nhà giàu có vô cùng tận của cha mình lại nghĩ rằng mình không có quyền thừa hưởng. Mình bỏ cha bỏ nhà mà trở lại cái chỗ nghèo cùng. Còn cha thì thương tiếc cho người đi tìm. Đi tìm về thì nó lại tưởng bắt nó về. Cho nên nó lại càng sợ, sợ nó nổi ngất xỉu. Cha buộc lòng phải lấy nước mà giả cho nó tỉnh đi thì phải đuổi nó về. Chỗ cũ nghèo khổ của nó. Sau đó mới cho người thật là tiều tỵ, ốm yếu y như nó vậy. Đến mà thương lượng, mà thảo luận với nó để rủ ra đi làm mướn cho chị phúc thân. Trồng cải tưới lao. Dọn cỏ bước xa ngoài đường ngoài giường xa từ từ nó kéo lần lần lên tới chuồng gà chuồng heo từ từ nó cho quét nhà dưới lần lần nó cho quét lau nhà trên sau đó nó cho những cái khóa mở tủ này kia xài mà cũng rất xài cho thoải mái mở tủ các tất cả tủ đều được lấy trò xài mà cũng không dám luôn nghĩ rằng mình thân phận tôi loài không có quyền xài à. Rồi thì cuối cùng là ông già ông sắp chết rồi hội mừng là trong hàng vọng tộc đó, trong là gia đình lại rồi quan vua lại có tuyên bố rằng cái cậu này là con của tôi là con của tôi trọn quyền hưởng cái gia tài thì của tôi thì lúc bây giờ người này quá ngạc nhiên nghĩ rằng mình là không mong cầu mà được chứ kỳ thật ra là cái của người đó có quyền thừa hưởng ngay kia mà. Thì các vị nhớ lại cái bài kinh tháng qua đó mà các vị nhớ rằng là cái ngày nào mà ta được thành Phật là không phải là do ai ban ai cho hết. Chẳng có cần phải mong cầu gì hết. Mà nếu mình đã đặt cái tâm mong cầu là đã sai ngay từ cơ bản đó nè. Cho nên là những tu hành không có mong cầu. Cứ siêu ác mạt sát, không làm các điều ác. Chúng thiện phụng hành, không làm các điều như là làm tất cả các điều lành. Rồi tự nhiên là cái ngày nào đó nó đã có cái chỗ an lầm để giải thoát gọi đó là Bồ Đề là Niết Bàn của các vị chứ không có ai cho nên không có mong cầu không có hy vọng cũng không có lại được sống xuống cái đạo lý đấy mới là đạo lý thật sự của đạo Phật cho nên người tế là nghe biết sao ngay từ cơ bản nếu mà có ý mong cầu xuất gia là ra khỏi nhà tam giới ra khỏi cái nhà phiền não tham sân si mạng mục đích tối hậu là đến bảo sở Bồ Đề Niết Bàn vô thượng à mà đến cái bảo sở Bồ Đề Niết Bàn vô thượng nó đúng như người đó ai cho cả của mình mà tự tánh thanh tịnh Niết Bàn của mình mà Bồ Đề tự tánh của mình mà đâu ai cho đâu. Xuất gia là pháp vô vi không được nói lợi không được nói công đức xuất gia là việc của người tiếp cảm nhận của bậc thánh thường hành xuất gia là quý phải xuất gia theo cái cách theo chánh pháp sống đúng chánh pháp đó là thân xuất gia và tâm cũng xuất gia đây là nói theo là cái người xuất gia bình thường đó sống đúng chánh pháp là thân xuất gia rồi sống đúng chánh pháp là tâm xuất gia nữa là phóng đây còn xuất gia đúng chánh pháp sống không đúng chánh pháp đó là thân xuất gia mà tâm không xuất gia. À, thân xuất gia mà tâm không xuất gia là cái này hại lắm ấy. Coi như là mình gánh chịu trách nhiệm nhiều đúng lắm ấy. Các trưởng giả tử chưa có điều kiện xuất gia hãy phát tâm cầu vô thượng Bồ Đề kể từ phát tâm xem như xuất gia rồi họ phụ túc đến rồi đó là thân xuất gia mà tâm không xuất không xuất gia. Ở đây nêu ra ba cách tâm xuất gia kể từ khi phát tâm xuất gia rồi
kể từ khi phát tâm là xem như xuất gia rồi, họ phụ xuất giá rồi, đó là tâm như xuất gia mà không không xuất gia. Câu đó là gì? Tâm không xuất gia, tâm xuất gia mà không không xuất gia thì cái đó muốn lắm, cái đó khó lắm. Thành ra Phật tử mà tại gia đó mà chưa có điều kiện xuất gia thì mà phát tâm mà giữ gìn tốt thì coi như tâm xuất gia mà thân không xuất gia, hoặc là thân chưa xuất gia. Cái công đức đó không thua gì cái người mà thân tâm đều xuất gia. Mà theo kinh á thì cái công đức đó lại hơn cái người mà xuất gia cả thân lẫn thân. Vì người ta thử thách, người ta luôn đầu với những hoàn cảnh rất là gây go hiểm ác mà người ta xuất gia được, cái tâm người ta là tâm xuất gia, thì cái công đức đó mà nếu mà so sánh đó nè thì nó là lớn vô cùng luôn. Nó là người hay là không phải là người tập bình thường. Bữa nay thì ở đây có chỗ tổ cho nên là có thể là nghỉ trước ít phút để cho công việc sắp xếp lên của chỗ tổ được không? Nên là ở đây. Đây là tuần rồi có một vị bỏ quên là cái hộp tăng, bữa nay có đi thì xin nhận lại. Chỗ tăng gió đêm nguyện gió nguyện tháng gió phận nguyện đoạn quá mong có lương bởi nguyện ngập hóa vật đã yêu thương thể nghiệp hành.